chương trình giao lưu bóng đá giữa hai đội đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Champasak Lào là một trong số các hoạt động giữa hai tỉnh nhân chuyến sang thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương của đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak. Tôi và đoàn rất vui mừng khi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo của tỉnh Bình Dương. Chương trình giao lưu là cơ hội để các sở ngành của hai tỉnh Bình Dương và Champasak giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và ngày càng gắn kết, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa hai địa phương cũng như tình hữu nghị lâu năm giữa Việt Nam và Lào. Bình Dương đã có những cái dự án như đầu tư cao su 10.000 ha tại tỉnh Champasak và bên cạnh đó thì tỉnh Champasak cũng đã gửi hàng năm là khoảng 20 sinh viên của Champasak để đào tạo tại trường đại học Vũ Dầu Một và các trường tại đại học tại Bình Dương, thì nhằm phát huy cái mối quan hệ đặc biệt này thì tỉnh Champasak đã cử đoàn lãnh đạo cấp cao và các đoàn lãnh đạo của các sở ngành để sang để giao lưu bóng đá tại tỉnh Bình Dương. Sau cái trận giao hữu bóng đá này thì các sở ban ngành chuyên môn của tỉnh Bình Dương và các ngành lãnh đạo, trong đó có lãnh đạo cấp cao của tỉnh Champasak, đã tạo có mối quan hệ thân thiết hơn nhằm trao đổi thêm về tình hình kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Thông qua hoạt động giao hữu bóng đá sôi nổi và đậm tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai tỉnh Champasak và Bình Dương trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao, kinh tế sẽ ngày càng bền chặt và phát triển.